Em của con này. Con xem được không? May quá là mơ. Mẹ à, sao thế? Mẹ sắp sinh rồi. Mẹ đi viện. Ở nhà nhá. Vâng ạ. Mình sẽ ngồi và đợi. Em của con này. Là em bé thật này. Em cũng muốn trời đấy con. Một tuổi thì sao chứ hả? Nào đừng khóc nữa coi. Ủa của chị mơ. Đồ quỷ sứ. Em bé zombie. Đừng sờ vào cái gì đấy. Phải làm gì nếu em trai của mình là zombie? Này, đừng ăn đồ của chị. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi chết, bố ơi. Để con mang vứt cho. Con gái ngoan thật đi. Mình không có dọn đâu nha. Billy, em đâu rồi? Billy. 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 Billy gì? Billy Jean. Nhảy nhót gì xấu thế? Em đây rồi. Bé đói rồi đúng không? Ngoan nào, một thìa thôi. Nào. Em muốn gì nào? Muốn cái này à? Đây đây. Ôi trời ơi. Chị đọc truyện cho bé ngủ nha. Ngày xưa có một... chị có ý này. Em sẽ thích cho coi. Who the heck is that? Obviously not my neighbor.
Lúc ngủ nhìn bé kinh xỉu luôn. Nào. Thôi lên giường nào. Mẹ ơi. Để con chăm em cho. Được thôi. Ew, bé đã ăn gì đấy? Trời đất, cái máy đánh giấm này. Gì nữa? Ôi trời đất. Con hả? Để tôi hả? Này dừng ngay. Ôi trời ơi, tránh xa ta ra. Bà làm gì vậy? Nó là con nít mà. Quay lại đây, nghịch quá. Ôi kìa khoan. Giờ có chạy bằng giỏi. Bố mẹ. Bố ơi, mẹ ơi. Con làm bài tập về nhà chưa? Rồi ạ. Còn môn hóa thì sao? Dạ rồi. Con gái ngoan quá. Nó đâu rồi? Bắt được rồi. Ở đây cho đến khi chị tìm được cách biến em về lại bình thường nhé. Được rồi. Em ở đây. Em muốn chơi game. Nếu em muốn chơi với chị thì nghe lời đi và lãnh đạo đội zombie nữa. Bé thấy sao? Mẹ. Mau biến đi. Khoan mẹ ơi. Là đồ hóa trang con làm cho Halloween thôi. Thế chơi tiếp đi. Còn nít có khác. Mà khoan đã, Halloween vào mùa hè sao? Đồ hóa trang Halloween thế này hay thế nhỉ? Bé thấy sao? Không, bỏ xuống ngay. Không, Billy. Chị sẽ cứu em. Thêm một khối nữa này. Hết sạch khối rồi. Mình phải nhảy thôi. Bảy giờ rồi á? Hả? Mình chỉ mơ sao? Thằng bé đang cố nói sao? Brian, hình như con đang gặp tên anh đây.
Ôi, nhìn như bố vậy. Vậy giấc mơ điên rồ nhất của bạn là gì? Hãy bình luận ngay nha.